Minh Phát xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Phát. Các bạn đang theo dõi bản tin buổi trưa hôm nay thứ 6 ngày 19 tháng 2 năm 2021. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn thân mến, giá vàng trưa nay thứ 6 ngày 19 tháng 2 năm 2021 ở cả hai thị trường thế giới và trong nước tiếp tục sụt giảm và giao dịch ở mức thấp đáy 2 tháng rưỡi. Trong khi vàng thế giới giao dịch quanh ngưỡng thấp là 1.770 USD, thì giá vàng trong nước có mức điều chỉnh giảm ở cả hai chiều mua bán từ 100 cho đến 300 nghìn đồng lượng. Ngày vía thần tài năm nay, các cửa hàng kinh doanh vàng bạc đều đẩy mạnh áp dụng các hình thức mua vàng thần tài online nhằm hạn chế tụ tập đông người, tránh lây nhiễm Covid-19, hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ. Một số công ty còn tung ra chương trình khuyến mãi kích cầu người tiêu dùng online. Theo quan niệm dân gian, sở hữu một sản phẩm vàng vào ngày vía thần tài sẽ mang lại sự may mắn phúc hiển cho cả năm. Bởi vậy, những ngày này, dù giá vàng trong nước lao dốc nhưng thị trường giao dịch được đánh giá là khá sôi động. Không ít người có xu hướng mua tích trữ ngắn hạn, chờ tăng giá để bán ra trong ngày vía thần tài. Cụ thể, cửa hàng vàng bạc đá quý Sài Gòn chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội điều chỉnh giá vàng SJC giảm 250.000 đồng lượng ở chiều mua và chiều bán điều chỉnh giảm 150.000 đồng lượng. Trong khi đó, tập đoàn Doji tại Hà Nội giảm 150.000 đồng lượng cả hai chiều mua bán. Tại Mi Hồng, điều chỉnh giá vàng SJC giảm 150.000 đồng lượng ở chiều mua và chiều bán điều chỉnh giảm 300.000 đồng lượng. Tập đoàn vàng bạc đá quý PNG chi nhánh tại hai miền Bắc Nam cũng ghi nhận mức giảm 200.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Hiện tại, giá trần mua vào và bán ra của vàng miếng SJC ở mức 55.800.000 đồng lượng và 56.370.000 đồng lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.770 USD một ounce. Vàng giao tháng 4 trên sàn COMEX New York đứng ở mức 1.775 USD. Giá vàng thế giới hôm nay đang cao hơn khoảng 17%, tương đương với 260 USD một ounce so với đầu năm 2020. Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng hiện đang có giá khoảng 50.100.000 đồng lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 6.100.000 đồng lượng. Giá vàng trên thị trường quốc tế đang ở quanh đáy 2 tháng rưỡi cho dù nước Mỹ công bố thị trường lao động diễn biến tiêu cực, không còn giữ được sự phục hồi như trước. Sức cầu đối với vàng khá thấp cho dù đồng đô la Mỹ suy yếu trở lại sau khi Bộ Lao động Mỹ cho biết số lượng người xin bảo trợ thất nghiệp lần đầu tính theo tuần đã tăng thêm 13.000 người, lên đến 861.000 người, cao hơn mức 848.000 người trong tuần trước đó. Vàng cũng không thể tăng cho dù chứng khoán của Mỹ quay đầu giảm khá mạnh sau nhiều phiên tăng điểm. Hiện nay, vàng đang chịu áp lực giảm giá trong bối cảnh đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin liên tục lập đỉnh cao mới và đã vượt qua ngưỡng 52.000 đô la Mỹ. Giá trị vốn hóa của đồng tiền này đã lên tới 977 tỷ đô la Mỹ. Lợi nhuận của đồng tiền này trong một năm qua đã đạt ngưỡng là 270%, trong khi lợi nhuận của vàng chỉ có đạt là 25%. Một số dự báo cho rằng đồng tiền điện tử Bitcoin có thể đạt ngưỡng là 56.000 đô la Mỹ trong tháng tới, và nếu như xu hướng này tiếp diễn, khả năng đạt 70.000 đô la Mỹ của Bitcoin có thể sẽ xảy ra. Hàng loạt các đồng tiền kỹ thuật số khác cũng tăng giá, đây là yếu tố gây áp lực lên giá vàng. Về dự báo giá vàng, trong ngắn hạn, vàng được cho rằng vẫn có thể giảm giá do nền kinh tế toàn cầu đang có chiều hướng tích cực nên giới đầu tư không dám đổ tiền vào mua vàng. Bên cạnh đó, các quỹ lớn bán mạnh vàng với số lượng lớn ra thị trường. Về dài hạn, vàng được hưởng lợi từ một môi trường tiền giá rẻ và lạm phát tiềm ẩn sẽ bùng nổ. Các bạn thân mến, tại phiên buổi trưa hôm nay, vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng 1.767 USD một ounce, trong phiên đã giảm khoảng 0,44%. Trong ngày hôm nay, vàng thế giới giao dịch thấp nhất ở ngưỡng 1.760 USD và cao nhất là 1.777 USD một ounce. Về chỉ số đô la Mỹ, hiện đang đứng ở ngưỡng 90,620 điểm. Giá dầu thô thế giới đang có tín hiệu giảm và hiện đang đứng ở chiều mua là 59,44 đô la Mỹ một thùng, còn ở chiều bán là 59,38 đô la Mỹ. Tiếp theo, mời các bạn cùng theo dõi bảng niêm yết giá vàng và giá ngoại tệ trong nước.
Vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 55 triệu 800 nghìn đồng lượng, bán ra 56 triệu 350 nghìn đồng lượng, giảm 250 nghìn đồng lượng ở chiều mua và 150 nghìn đồng lượng ở chiều bán. Vàng SJC tại Hà Nội mua vào 55 triệu 800 nghìn đồng lượng, bán ra 56 triệu 370 nghìn đồng lượng, cũng giảm 250 nghìn đồng lượng ở chiều mua và 150 nghìn đồng lượng ở chiều bán. Biên độ giao dịch ở chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 550 nghìn đồng lượng. Vàng Doji tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 55 triệu 850 nghìn đồng lượng, bán ra 56 triệu 350 nghìn đồng lượng, giảm 200 nghìn đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng Doji tại Hà Nội mua vào 55 triệu 800 nghìn đồng lượng, bán ra 56 triệu 400 nghìn đồng lượng, giảm 150 nghìn đồng lượng cả hai chiều mua bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji từ 500 cho đến 600 nghìn đồng lượng. Vàng PNG tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 55 triệu 800 nghìn đồng lượng, bán ra 56 triệu 350 nghìn đồng lượng, giảm 200 nghìn đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng PNG tại Hà Nội mua vào 55 triệu 800 nghìn đồng lượng, bán ra 56 triệu 350 nghìn đồng lượng, cũng giảm 200 nghìn đồng lượng cả hai chiều mua bán. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng PNG là 550 nghìn đồng lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý, SJC mua vào 55 triệu 800 nghìn đồng lượng, bán ra 56 triệu 250 nghìn đồng lượng. Tại Mi Hồng, SJC mua vào 56 triệu đồng lượng, bán ra 56 triệu 250 nghìn đồng lượng. Tại Bảo Tín, Minh Châu mua vào 56 triệu 350 nghìn đồng lượng, bán ra 56 triệu 800 nghìn đồng lượng. Tại ngân hàng Exim Bank mua vào 55 triệu 900 nghìn đồng lượng, bán ra 56 triệu 200 nghìn đồng lượng. Tại ngân hàng ACB mua vào 55 triệu 850 nghìn đồng lượng, bán ra 56 triệu 250 nghìn đồng lượng. Tại ngân hàng Sacombank mua vào 54 triệu 380 nghìn đồng lượng, bán ra 54 triệu 580 nghìn đồng lượng. Tại ngân hàng SCB mua vào 55 triệu 800 nghìn đồng lượng, bán ra 56 triệu 300 nghìn đồng lượng. Tại ngân hàng Bidvest mua vào 55 triệu 400 nghìn đồng lượng, bán ra 56 triệu 600 nghìn đồng lượng. Tại ngân hàng TB Bank Gold mua vào 55 triệu 800 nghìn đồng lượng, bán ra 56 triệu 400 nghìn đồng lượng. Ở chiều mua có mức điều chỉnh giảm từ 50 nghìn đồng lượng cho đến 300 nghìn đồng lượng. Còn ở chiều bán có mức điều chỉnh giảm từ 150 nghìn đồng lượng cho đến 300 nghìn đồng lượng. Giá vàng SJC chi nhánh ở các tỉnh thành đều có mức điều chỉnh giảm ở cả chiều mua và chiều bán. Theo đó, ở chiều mua có mức điều chỉnh giảm 250 nghìn đồng lượng và chiều bán điều chỉnh giảm 150 nghìn đồng lượng. Tại Đà Nẵng mua vào 55 triệu 800 nghìn đồng lượng, bán ra 56 triệu 370 nghìn đồng lượng. Tại Nha Trang mua vào 55 triệu 800 nghìn đồng lượng, bán ra 56 triệu 370 nghìn đồng lượng. Tại Cà Mau mua vào 55 triệu 800 nghìn đồng lượng, bán ra 56 triệu 370 nghìn đồng lượng. Tại Bình Phước mua vào 55 triệu 780 nghìn đồng lượng, bán ra 56 triệu 370 nghìn đồng lượng. Tại Huế mua vào 55 triệu 770 nghìn đồng lượng, bán ra 56 triệu 380 nghìn đồng lượng. Tại Biên Hòa mua vào 55 triệu 800 nghìn đồng lượng, bán ra 56 triệu 350 nghìn đồng lượng. Tại Miền Tây mua vào 55 triệu 800 nghìn đồng lượng, bán ra 56 triệu 350 nghìn đồng lượng. Tại Quảng Ngãi mua vào 55 triệu 800 nghìn đồng lượng, bán ra 56 triệu 350 nghìn đồng lượng. Tại Long Xuyên mua vào 55 triệu 820 nghìn đồng lượng, bán ra 56 triệu 400 nghìn đồng lượng. Giá vàng bố số 9, vàng nữ trang SJC. Nhẫn bố số 9 là từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 54 triệu 200 nghìn đồng lượng, bán ra 54 triệu 800 nghìn đồng lượng, giảm 150 nghìn đồng lượng ở chiều mua và 100 nghìn đồng lượng ở chiều bán. Vàng nữ trang bố số 9 mua vào 53 triệu 900 nghìn đồng lượng, bán ra 54 triệu 600 nghìn đồng lượng, giảm 100 nghìn đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng nữ trang 24K mua vào 53 triệu 059 nghìn đồng lượng, bán ra 54 triệu 059 nghìn đồng lượng, giảm 99 nghìn đồng lượng cả hai chiều mua bán. Vàng nữ trang 18K mua vào 39 triệu 104 nghìn đồng lượng, bán ra 41 triệu 104 nghìn đồng lượng, giảm 75 nghìn đồng lượng cả chiều mua và chiều bán.
Vàng nữ trang 14K mua vào 29 triệu 985 nghìn đồng lượng, bán ra 31 triệu 985 nghìn đồng lượng, giảm 58 nghìn đồng lượng cả hai chiều mua bán. Vàng nữ trang loại 10K mua vào 20 triệu 920 nghìn đồng lượng, bán ra 22 triệu 920 nghìn đồng lượng, giảm 42 nghìn đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Vietcombank. Đồng đô la Mỹ mua vào 22.885 đồng, tăng 5 đồng, bán ra 23.095 đồng, tăng 5 đồng. Riêng tại thị trường chợ đen, giá mua vào là 23.720 đồng, tăng 170 đồng, bán ra 23.850 đồng, tăng 280 đồng. Đồng đô la Úc mua vào 17.416 đồng, tăng 26 đồng, bán ra 18.144 đồng, tăng 27 đồng. Đồng đô la Canada mua vào 17.688 đồng, tăng 23 đồng, bán ra 18.427 đồng, tăng 24 đồng. Đồng yên Nhật mua vào 211 đồng, bán ra 222 đồng, giá không thay đổi so với phiên lần trước. Đồng euro mua vào 26.970 đồng, tăng 106 đồng, bán ra 28.379 đồng, tăng 112 đồng. Đồng franc Thụy Sĩ mua vào 25.026 đồng, tăng 58 đồng, bán ra 26.072 đồng, tăng 61 đồng. Đồng bảng Anh mua vào 31.312 đồng, tăng 222 đồng, bán ra 32.620 đồng, tăng 231 đồng. Đồng nhân dân tệ mua vào 3.475 đồng, giảm 17 đồng, bán ra 3.620 đồng, giảm 18 đồng. Đồng đô la Singapore mua vào 16.906 đồng, tăng 11 đồng, bán ra 17.612 đồng, tăng 12 đồng. Các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi trưa hôm nay trên kênh của Minh Phát. Minh Phát cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp mình phát một like và hãy bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.